Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 6 nhiệm kỳ 2014-2024 nhằm tổng kết công tác năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các huyện, thị xã thành phố trong tỉnh. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Năm 2021, Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát động kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức ủng hộ mua vaccine và phòng chống dịch Covid-19. Qua đó đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ khoảng 239 tỷ đồng, tiếp nhận hơn 20.000 cuộc gọi hỗ trợ người dân khó khăn qua đường dây nóng, kêu gọi trên 3.800 chủ trọ miễn giảm tiền thuê cho hơn 19.000 người lao động với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm chăm lo cho người nghèo với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng, xây dựng sửa chữa 27 căn nhà đại đoàn kết, tặng gần 16.500 xuất quà, 56 suất học bổng và triển khai 37 mô hình sản xuất cho hộ nghèo và hộ khó khăn. Tổng kết năm 2021, Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng cờ xuất sắc toàn diện cho Mặt trận Tổ quốc thành phố Bà Rịa, tặng cờ xuất sắc cho Mặt trận Tổ quốc huyện Đất Đỏ và thị xã Phú Mỹ.